sẽ là Thanh Hải với một đường chuyền có thiên hướng đi xuôi vào trong. Rất hay, một pha phối hợp rất có ý đồ. Đánh đầu. Rất may trong tình huống vừa rồi thì chiều cao của Bùi Hoàng Việt Anh đã cứu thua cho Hà Nội. Một pha phối hợp cực kỳ có nét đến từ các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Rất hay, Phan Văn Long. Được tấn công rất thoáng đến từ đội chủ nhà SHB Đà Nẵng, bên cánh trái là Thanh Hải. Nguy hiểm, đánh đầu. Quá đáng tiếc cho Rapenzen cũng như là SHB Đà Nẵng trong tình huống vừa rồi. Chỉ có may mắn mới cứu thua cho Hà Nội khi mà pha đánh đầu của Rapenzen bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc mà thôi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Pha tạt bóng bằng chân phải rất hay đến từ Thanh Hải. Thật sự là chỉ có may mắn mới cứu thua cho Tấn Trường trong pha bóng vừa rồi. Không ai khác lại là Rafenson. Rafenson rất hay, đã anh toàn coi. Như vậy tỷ số là 1-0 cho cầu thủ SHB Đà Nẵng. Một tỷ số hoàn toàn xứng đáng cho đến thời điểm này của trận đấu. Vẫn là Rafenson, dấu ấn quá đậm nét của tiền đạo này. Miếng đánh quen thuộc của cao thủ SHB Đà Nẵng ở mùa giải năm nay. Rafenson cầm bóng và các vệ tinh xung quanh sẽ băng lên. Và lần này đội trưởng Đặng Anh Tuấn là cầu thủ ghi bàn. Phút thứ 20 của trận đấu và 1-0 cho đội chủ nhà. Một kết quả hoàn toàn xứng đáng. Một pha phối hợp quá hay. Thật sự là như vậy. Rõ ràng là vừa rồi là một tình huống đứng vị trí không thực sự tốt đến từ Lê Văn Xuân. Một mình Lê Văn Xuân đã đứng thấp hơn so với hàng phòng ngự của câu lạc bộ Hà Nội. Và vị trí của hậu vệ biên là một điều rất nhạy cảm trong những tình huống như vừa rồi. Có lẽ Lê Văn Xuân đã quá chú ý đến vị trí của Ibu KB khi tham gia phòng ngự. Và câu lạc bộ Hà Nội thực sự rất khó có thể tìm được đường vào cầu môn của Đà Nẵng. Văn Quyết vẫn còn. Không được. Rồi là một tình huống dứt điểm bằng chân không thuận của Nguyễn Thành Trung. Tạt bóng công nhận Rafenson dứt điểm. Trong tình huống vừa rồi thì hàng phòng ngự của Hà Nội đã bỏ quên Rafenson. Rất may là pha dứt điểm bằng chân trái của cầu thủ này đã đi đúng người. Một hậu vệ bên phía. Và tính cả đường chuyền ngày hôm nay của Rafenson thì hai cầu thủ này đã góp công vào 7 bàn thắng. Cơ hội. Không được. Dứt điểm. Không vào. Vừa rồi là tình huống dứt điểm của Văn Quyết. Một pha lộn xộn trước khung thành của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Người có tình huống nhả bóng ra cuối cùng để cho Văn Quyết dứt điểm đó là Mao Xét. Rõ ràng là không có lỗi việt vị của Mao Xét trong tình huống vừa rồi. Công nhận. Vừa rồi là một hành động không đẹp đến từ Bùi Hoàng Việt Anh. Rõ ràng là như vậy. Trước đó thì trọng tài Đức Cảnh đã cắt còi, nhưng Bùi Hoàng Việt Anh đã có một động tác không đẹp đối với Ibukebe. Anh cần phải kiềm chế hơn. Tình huống mà nếu như nghiêm khắc thì trọng tài Đức Cảnh có lẽ sẽ phải có thẻ cho Bùi Hoàng Việt Anh. Trong bối cảnh mà V-League đang có những chấn thương và đang có những yêu cầu cao thủ phải thực hiện tốt những hành vi của mình. Chính xác như vậy, Bùi Hoàng Việt Anh đã phải nhận thẻ. Và đó là một thẻ vàng chính xác. Hành vi thực sự không đẹp đến từ trung vệ trẻ Bùi Hoàng Việt Anh. Văn Xuân. Quang Hải rất hay, dứt điểm. Cơ hội.
Không được. Vừa rồi là một pha phối hợp rất hay của cao thủ Hà Nội, của câu lạc bộ Hà Nội tính tới thời điểm này của trận đấu. Sự xuất hiện của Quang Hải chắc chắn đem đến một diện mạo rất mới cho hàng công của câu lạc bộ Hà Nội. Văn Xuân dứt điểm. Không được. Như vậy trước đó có vẻ như bóng đã đi hết đường biên ngang. Chỉ ít phút có mặt trên sân thì Quang Hải liên tiếp tung ra những đường chuyền tốt dành cho các đồng đội của mình. Đúng vừa rồi thì rất khó có thể xác định được là bóng đã đi hết đường biên ngang hay chưa. Trong hiệp thi đấu thứ hai thì RB Đà Nẵng đã chủ động giảm tốc độ trận đấu và họ chơi thấp. Văn Quyết không thể có phạt đền được. Zaccalesio yêu cầu trọng tài phải dành cho Văn Quyết một tấm thẻ vàng. Vừa rồi rõ ràng là Zaccalesio có một pha can thiệp thận trọng. Phối hợp rất hay đến từ Quang Hải và Văn Quyết, và rõ ràng không thể thổi phạt đền đối với Zaccalesio trong tình huống vừa rồi. Nguy hiểm. Một tình huống tưởng chừng như không có gì nguy hiểm. Đó là một trong những pha dàn xếp đá phạt quen thuộc của câu lạc bộ Hà Nội ở nhiều mùa giải năm nay. Những tình huống đá bóng vào cột gần và cầu thủ tiếp tục là pha phòng ngự tốt đến từ Zaccalesio. Lại là Zaccalesio. Phản công cho Đà Nẵng. Rất thoáng bên cánh phải Thanh Hải. Tình huống 2-1. Bên trong là Hà Đức Chinh và Rafael Sơn. Một pha tạt bóng sớm. Chậm mất rồi. Nhưng đó là bàn thắng cho các cầu thủ Đà Nẵng. Một bàn thắng có phần may mắn. Có lẽ tình huống vừa rồi sẽ tính là một tình huống phản lưới nhà của các cầu thủ Hà Nội. Một pha tạt bóng bị chậm của Thanh Hải nhưng nó bất ngờ chạm vào một hậu vệ bên phía Hà Nội, làm đổi hướng đi và đương nhiên Tấn Trường đã bị đánh bại. Nhưng nó đến từ một pha phản công rất hay của SB Đà Nẵng. Điều quan trọng là bàn thắng đã tới với đội chủ nhà. Có thể nói là tốt hơn so với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh với những cầu thủ có tốc độ ở phía trên. Tình huống vừa rồi có thể sẽ tính là một pha phản lưới nhà của Văn Kiên. Công bằng mà nói, trong tiếng vừa rồi thì rõ ràng Thanh Hải cần phải thực hiện một đường truyền sớm hơn vào phía trong cho Hà Đức Chinh và Rafael Sơn. Nhưng một thoáng với Rafael Sơn ở phía trên. Cánh trái đang rất thoáng. Rafael Sơn! Không được. Nó cho thấy những tình huống phản công của Đà Nẵng là chất lượng đến như thế nào. Người đưa bóng vào phía trong cho Rafael Sơn là Công Nhật. Một trận đấu cũng rất hay của hậu vệ cánh trái Công Nhật bên phía SB Đà Nẵng. Là một hậu vệ biên nhưng tất cả những đường phản công chúng ta đều nhìn thấy sự xuất hiện của Công Nhật. Thể lực tuyệt vời của hậu vệ cánh trái bên phía đội chủ nhà. Pha chạm bóng cuối cùng của Rafael Sơn là không chính xác. Sàng trong tay huấn luyện viên Lên Đức có rất nhiều những sự lựa chọn. Đánh đầu Rafael Sơn rất nguy hiểm. Vừa rồi thì sự xuất sắc của Tấn Trường đã cứu cho Hà Nội phải nhận bàn thua thứ 3. Nào bị sút giảm. Người chạm bóng cuối cùng trong tiếng vừa rồi đó là Hà Đức Chinh. Một pha đánh đầu tốt đến từ cầu thủ số 9 của đội chủ nhà. Tấn Trường đã chơi tập trung trong tình huống vừa rồi. Là một tình huống phản công cho Đà Nẵng. Rafael Sơn rất hay. Bên cánh trái là Phi Hoàng, không có việt vị cho các cầu thủ Đà Nẵng. Dứt điểm ngay. Không được. Rõ ràng là những pha xử lý của một cầu thủ 18 tuổi chứ không phải là cầu thủ trẻ Phi Hoàng thì có lẽ nó sẽ là những tình huống nguy hiểm hơn cho khung thành của câu lạc bộ Hà Nội. Phi Hoàng đã hơi chậm ở những tình huống chạm bóng cuối cùng. Đức Trình phần nào đó đã không hài lòng với pha xử lý của cầu thủ trẻ Nguyễn Phi Hoàng. Rafael Sơn
Vừa rồi tiếp tục là một thẻ vàng nữa được trọng tài Đức Cảnh rút ra dành cho một cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội. Đó là một tình huống va chạm giữa Duy Mạnh và Rafael Sơn, và trung vệ bên phía Hà Nội đã phải nhận thẻ vàng. Quang Hải rõ ràng rất khó. Thật sự là một tình huống không đẹp. Nó đến từ Văn Quyết, chắc chắn sẽ có thẻ, chắc chắn sẽ có thẻ dành cho số 10 của câu lạc bộ Hà Nội. Chúng ta sẽ xem là trọng tài Lê Đức Cảnh sẽ sử dụng thẻ gì dành cho Văn Quyết. Cầu thủ Hà Nội đang vô cùng ức chế với lối chơi của đội chủ nhà SHB Đà Nẵng, và họ đã có những pha xử lý có thể nói là không đẹp. Những cái đầu nóng này của câu lạc bộ Hà Nội cần phải được kiểm soát, đặc biệt Văn Quyết lại là đội trưởng nữa. Gian Glacio đang rất đau